Được trăm cân vàng không bằng một lời hứa của quý bố. Đây là một câu ngạn ngữ của nước Sở, được Thái Sử Công viết trong sử ký Quý Bố Loan, Bố Liệt Truyện, dùng để ca ngợi đức hạnh của quý bố, vị tướng quân dưới trướng Hạng Vũ. Câu ngạn ngữ này cũng chính là nguồn gốc của thành ngữ lời hứa ngàn vàng sau này. Chữ tính của quý bố, lời hứa nghìn vàng chẳng màng sống chết. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Quý bố xuất thân từ nhân sĩ nghĩ hiệp nước Sở. Ông coi trọng chữ tính, vui trợ giúp người, danh tiếng nổi khắp nước Sở và nước Lương. Những năm cuối triều Tần, trong cuộc chiến Hán Sở, quý bố dưới trướng Hạng Vũ cùng tướng sĩ nhiều lần vây khốn Hán Vương Lưu Bang. Sau này, Hạng Vũ chiến bại ở bên sông Ô Giang đã tự kết thúc cuộc đời. Lưu Bang lập nên triều Hán, treo thưởng ngàn cân vàng cho ai bắt được quý bố, đồng thời chiếu cáo nói rõ nếu có người nào dám che giấu quý bố thì đều bị xử chết cả ba họ. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều nhân sĩ nghĩ hiệp chẳng màng sống chết sẵn sàng đứng ra bảo vệ ông, đủ để thấy quý bố xưa nay là con người thế nào. Người đầu tiên giúp quý bố là nhân sĩ Bộc Dương Chu Thị. Chuyện kể lại rằng quý bố chạy trốn khắp chân trời cốt biển. Đầu tiên ông ẩn náu ở nhà Chu Thị. Một hôm Chu Thị nói với quý bố rằng triều Hán đang cấp bách dùng tiền mua mạng của tướng quân, sắp truy tìm đến nhà hạ thần rồi. Tướng quân nếu có thể nghe theo lời hạ thần thì hạ thần có thể hiến mưu kế. Nếu tướng quân không muốn nghe thì hạ thần nguyện tự ý đâm cổ tự sát trước. Quý bố bèn đồng ý, thế là Chu Thị cải trang quý bố thành tội phạm, cạo đầu, đeo cùm sắt lên cổ, thay bộ y phục vải thô, sau đó đưa ông lên xe đưa linh cữu. Chiếc xe đưa quý bố cùng mấy chục người trong gia đình đến đất Lỗ, đến nhà hiệp khách nổi tiếng Chu Gia để bán làm nô gia. Chu Gia là nhân sĩ nghĩa hiệp thứ hai trợ giúp quý bố, cũng là nhân vật then chốt khiến quý bố từ cõi chết trở về. Trong lòng Chu Gia biết rõ, người phục dịch vẻ ngoài như kẻ phạm tội kia kỳ thực chính là tướng quân quý bố danh tiếng lẫy lừng. Thế là Chu Gia liền mua ngay quý bố về cày ruộng cho mình. Ông còn dặn con trai rằng việc ngoài ruộng đồng đều nghe theo người nô bộc này, con phải ăn cơm cùng với ông ấy. Sau đó ông lên xe ngựa nhẹ đi một mạch đến Lạc Dương, mở con đường từ cõi chết trở về cho quý bố. Chẳng màng sống chết bảo vệ người hiền. Chu Gia đến Lạc Dương, chấp nhận mối hiểm nguy sinh tử, tìm đến Hạ Hầu Anh, vốn là người thân cận với Hán Cao Tổ, đồng thời cũng là khai quốc công thần của triều Hán. Chu Gia trước tiên hỏi, quý bố đã phạm đại tội gì? Tại sao hoàng thượng cấp thiết muốn bắt ông ta? Hạ Hầu Anh trả lời, bởi vì ông ta đã mấy lần giúp Hạng Vũ vây khốn hoàng thượng oán hận ông ta, do đó nhất định phải bắt bằng được. Chu Gia tiếp tục hỏi, ngài thấy quý bố là người như thế nào? Hạ Hầu Anh đáp, là người hiền. Thế là Chu Gia bắt đầu dùng lý lẽ để thuyết phục Hạ Hầu Anh rằng, kẻ bề tôi ai nấy đều tận tâm tận lực vì chủ của mình. Quý bố dốc sức vì Hạng Vũ, ông ấy tận tâm, đó là trách nhiệm. Lẽ nào bề tôi của Hạng Vũ đều phải giết sạch sao? Hơn nữa, hoàng thượng vừa mới có được thiên hạ, chỉ vì oán giận cá nhân mà treo thưởng ngàn vàng bắt một người như thế này. Đó chẳng phải là cho thiên hạ thấy rõ hoàng thượng không thể khoan dung với những người bất đồng đó sao? Quý bố là người hiền tài, bị triều Hán bức bách. Ông ta có thể đi lên phía Bắc theo người Hồ hoặc xuống phía Nam vào đất Việt. Đó chẳng phải là để tráng sĩ đi giúp địch quốc đó sao? Đây chính là đại kỵ của quốc gia đó. Xưa, Ngũ Tử Tư dùng roi đánh mộ Sở Bình Vương, bài học tiền nhân còn đó. Ngài sao không khuyên can hoàng đế?
Hạ Hầu Anh trong lòng biết rõ Chu gia muốn xin tha mạng cho quý bố, cũng biết rõ quý bố có lẽ đang ẩn náu ở chỗ Chu gia, bèn nhận lời. Một hôm, Hạ Hầu Anh thừa dịp bẩm tấu với Lưu Bang. Lưu Bang bị thuyết phục nên miễn tội cho quý bố, đồng thời triệu kiến và ban chức lang trung. Có thể thấy, người xưa vốn coi trọng chữ tín hơn cả bạc vàng, dám đem sinh mệnh của mình để bảo vệ người tín nghĩa. Nhìn nhiều người ngày nay tranh quyền đoạt lợi, vong ân bội nghĩa, thức tính bội ước, lừa gạt dối trá lẫn nhau, trong hoàn cảnh xã hội như thế này mà lại có người vẫn còn có thể giữ được lời nói ngàn vàng thì quả thật đáng quý lắm thầy.